cầm iPhone 13 đứng trước nhà soi gương, nữ sinh bị giật phăng trong một nốt nhạc. Ngày 31 tháng 5, Công an phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra truy xét hai đối tượng đi xe máy, chở điện thoại đắt tiền của một nữ sinh. Vụ việc xảy ra trên đường Thủ Khoa Huân, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, khoảng 6 giờ 13 phút sáng ngày 31 tháng 5, nữ sinh lớp 9 trong lúc chuẩn bị đi học thì cầm chiếc điện thoại hiệu iPhone 13 trị giá gần 30 triệu đồng ra trước nhà trên đường Thủ Khoa Huân để soi gương vuốt tóc. Một lúc sau xuất hiện hai thanh niên chở nhau bằng xe máy chạy ngược chiều lên vỉa hè tiến tới chỗ cô gái. Đáng nói lúc này hai thanh niên dừng xe ngay trước mặt nhưng nữ sinh vẫn tỉnh bơ dùng tay vuốt tóc soi gương mà không một chút cảnh giác. Đối tượng ngồi sau chồm tới giật chiếc điện thoại trên tay nữ sinh rồi tăng ga bỏ chạy. Nữ sinh sau đó được phụ huynh chở tới công an phường Thuận Giao trình báo. Công an đã tới trích xuất camera, nhận diện biển số xe của đối tượng gây án. Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh đến mọi người, trộm cướp bây giờ vô cùng manh động, vì thế cần phải luôn cảnh giác để tránh rơi vào trường hợp như trong đoạn clip trên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.